ta đang cùng quay trở lại với vòng 2 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, hiện giờ trên sân khấu của chúng ta là hai bé Pikachu rất là đáng yêu. Nào hai bé lắc cho mọi người coi. 2, 3. Đúng rồi. Ôi, trời ơi. Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn là cử mỗi đội một thành viên bước ra đây, mặc đồ con Pikachu vô. Khi mà Nguyên Khang tuyên bố bắt đầu, chúng ta sẽ đẩy con kia ra khỏi cái thảm này. Đội thắng cuộc là đội sẽ có quyền lựa chọn trước. Xin mời thành viên đầu tiên, ai sẽ là người thi đấu? Mời chị Nhã lựa chọn. Nhã. Mời Nhã lựa chọn đối thủ của mình. Hồi nãy anh em mình bàn tính nhau đó. Thằng trai chơi với thằng trai, gái chơi với gái, anh lên chơi với em. Mời anh Đặng đi. Dạ. Nè, đằng nào em cũng thua, em biết em yếu thế. Thì bây giờ thà em lựa một người đàn ông, thì bây giờ em thua người ta nói trời ơi đàn ông chơi không nhường phụ nữ. Còn nếu anh thắng thì trời em vinh quang. Rồi mời em ra đây. Đặng, mời Đặng ra đây. Mời hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên. Kim Nhã sẽ thi đấu với lại Hữu Đằng. Hai bạn đối mặt nhau. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên Kim Nhã ơi, cố lên. Kim Nhã cố lên. Đẩy ra được. Đẩy ra được. Cố lên, cố lên, cố lên. Đẩy ra được. 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 Đừng dùng sức nữa, né luôn, né luôn. Ở đẩy tới nghe luôn. Ừ đẩy tới nghe luôn. Đúng rồi. Con cái gì? Con. Nó lún từng vô mà. Dạ ơi, dạ ơi, đẩy đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Cơ hội dạ ơi. Cơ hội. Đạp ra, đạp ra. Đạp ra. Đẩy đi. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Dạ nó lo lên nó bọn không thấy đường. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đạt ơi, hành động nó đã chi xả bạn. Đẩy ra nè. Đạt chân cái kiểu. Cái kiểu. Con có chân. Đẩy rồi dạ ơi. Đẩy rồi dạ ơi. Con đẩy luôn. Nẻ luôn, nẻ luôn. Nẻ luôn, nẻ luôn. Em ổn không? Em ổn không nhà? Em ổn không? Em thắng rồi nhà, em thắng rồi. Quý vị, quả là nằm trong tính toán của Kim Nhã, nhưng mà Kim Nhã không bao giờ lường trước được mình bị đè khủng khiếp đến như vậy. Nhưng mà bây giờ em quật cường quá, người ta sẽ khiêng em là a à, Kim Nhã quật cường đấu với Hữu Đằng. Trời ơi, em tiếng thơm hơn là em thắng Ngọc Xuyên. Đúng không? Ủa em sao em chơi với bạn mà em không có nhường gì hết vậy? Thắng thì cũng đã thắng rồi, nói được gì nữa giờ. Do đội em thắng. Dạ. Đội em có quyền, em muốn tiến cử một người nào đó ra và người đó sẽ được quyền chọn. Dạ giờ tiến cử ai cũng thua hết, em chọn Xuyên nè. Xuyên, em muốn chọn ai? Em là một người con gái yếu đuối mạnh khảnh, cho nên em phải cần một bờ vai vững chắc, một người đàn ông thật chuẩn men. Thì em xin phép được chọn bé Nguyễn Anh Tú. Bé Nguyễn Anh Tú. Em nhắm là em có thể địch lại bạn ấy không? Dạ đương nhiên là không rồi. Mời em ra đây. Thưa quý vị, sau hiệp thi đấu đầu tiên, đội cặp không chơi của chúng ta có được 20 điểm. Ngay bây giờ lượt thi đấu này sẽ rất là quan trọng. Ngọc Xuyên sẽ thi đấu với lại anh Tú. Nhìn anh Tú sung sức và nhảy lò cò như vậy thì Nguyên Khang đang lo cho số phận của Ngọc Xuyên. Cố gắng nha em. Cả gia đình đang hướng về em đó. Dẫu sao. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên Xuyên ơi, đẩy mạnh lên. 1, 2, 3, đẩy thêm mạnh nè. Xuyên làm gì vậy Xuyên? Vô đây, vô đây. Nó quá kìa. Vô đây. Kêu đánh nó đi. Tông nó đó. Đi đó. Đẩy không lại đâu, tông nó đó. Yeah. Dùng sức tông nó. Nằm xuống, nằm xuống đi. Rồi, rồi, rồi. Ra ngoài rồi. Chưa ra ngoài rồi Xuyên ơi, em đi ra ngoài rồi. Lần nữa. Con bé tự đi luôn. Thôi em không chơi nó đâu, thật sự luôn. Xuyên ơi, anh nói thật là em đã chọn đối thủ em lựa sai rồi. Em không làm gì luôn. Không làm gì luôn. Chỉ né thôi à. Thưa quý vị, như vậy, ở hiệp thi đấu này, đội giành chiến thắng chính là đội chơi không cọc, đội của anh Tú. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, như vậy là đội này có được 20 điểm và tỷ số vươn lên đang là 60-40. Lượt thi đấu cuối cùng giữa Phi Nguyễn Cơ Bắp cùng với lại Nguyễn Lý. Ba, hai, một, bắt đầu. Tông quá, tông quá, tông quá. Trời ơi, 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 trời ơi,
Thưa quý vị, ban tổ chức của chúng tôi quá mệt với hai đội này. Hai tụi em đè nhau bất phân thắng bại. Sau một hồi giằng co đè nhau và thậm chí là có những màn tự đập mặt xuống sàn, thì ban tổ chức của chúng tôi đã thấy được cái sự cạnh tranh quá quyết liệt. Để đảm bảo cho không có trường hợp nào phải đi sửa mũi lại, chúng tôi đã quyết định hai đội của chúng ta hòa nhau ở phần thi này. Mỗi đội được 20 điểm, xin chúc mừng. Tỷ số của chúng ta hiện nay đang là 80-60. Và đội đang chiếm ưu thế đó chính là đội chơi không cọc, xin chúc mừng. Yes.